Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 5, ngày 3 tháng 5 năm 2018 của 12 con giáp. Thiên tài mang lại cho người tuổi Mùi khả năng nổi bật, sự nhạy cảm, thông minh trong từng việc bạn làm. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Hôm nay là ngày người tuổi Tý thể hiện được năng lực của mình khi có thiên ấn che chở. Vì thế, hãy tập trung vào công việc cũng như mục tiêu của bạn, chứ đừng để những phiền não khác làm rối trí. Hãy để sự linh hoạt của mình trở thành thế mạnh, đừng quá bảo vệ ý kiến của bản thân, vì dù bạn có thắng cuộc thì cũng chẳng ích gì. Tí Mùi tương hại khiến cho tâm trạng của bạn không dành được cho công việc một chút nào, mà đầu óc cứ vẩn vơ đến những vấn đề đang gặp phải. Điều này có thể gây rắc rối cho bạn, nhất là với những ai có công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Hãy tìm cách dọn dẹp các tạp niệm trong đầu để bạn có tư duy sáng suốt hơn. Bạn có thể học cách bí quyết hạnh phúc của người Ý để áp dụng cho bản thân càng sớm càng tốt. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2018, là ngày Tam Đương Sát. Ngày này có rất nhiều việc không nên làm như chọn làm khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tuy nhiên, cho dù là ngày xấu, không phù hợp thực hiện những việc trên, nhưng những việc khác bạn vẫn có thể tiến hành bình thường. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Tuất. Tử vi tuổi Sửu. Thần may mắn ghé thăm người tuổi Sửu mang lại cho bạn những quyết định sáng suốt về tiền bạc. Thiên tài nâng đỡ, đưa đẩy thêm cho bạn những cơ hội kiếm tiền. Hãy quyết đoán hơn và nếu có thể nên xin sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm hơn. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên từ kinh nghiệm xương máu ấy. Ngày hôm nay, với sự xuất hiện của Lục Xung, đòi hỏi bạn phải biết nín nhịn khi cần. Đối với những người đã có đôi có cặp, thời gian này đòi hỏi hai bạn phải chấp nhận và hòa hợp với sự thay đổi của đối phương nếu không muốn mối quan hệ của mình rơi vào bế tắc. Theo lịch vạn niên 2018, hôm nay là ngày 18 âm lịch, nhân thần ở phía trong, ở phía cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Do đó bản mệnh cần phải tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Nếu không, bệnh không khỏi mà còn để lại những biến chứng về sau. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dần. Ngày xuất hiện kiếp tài nhắc nhở người tuổi Dần cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc, đừng lơ là, không để ý tới túi xách, kiểu đồ đạc bị mất lúc nào không hay. Không nên liều lĩnh đi mượn tiền cho người bạn tin tưởng mượn, đừng để mất cả tiền bạc lẫn tình bạn đến khi hối hận cũng không kịp. Bạn có thể nghe ý kiến từ rất nhiều người, có thể 9 người, 10 ý, vì thế hãy xem tất cả đó chỉ là những điều mà bạn tham khảo thôi. Hãy cứ là chính mình, hãy sống theo những gì ta có, bởi vì biết đâu đấy bạn sẽ mang lại những điều tốt đẹp đến cho mọi người. Nếu buổi tối đi ngủ muộn hơn, cũng nên tỉnh dậy đúng giờ vì cố gắng ngủ nướng cũng chỉ làm cơ thể thêm mệt mỏi. Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm thói quen đọc sách ngay khi thức giấc để đảm bảo tinh thần tỉnh táo. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Mão. Đối diện với tỷ Kiên quả là cảm giác khó xử đối với người tuổi Mão. Những mối quan hệ xung quanh liên tục bất ổn và xung đột khiến cho bạn luôn trong tâm trạng bất an. Làm việc gì cũng không yên, có khi bạn cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng với mình. Thế nhưng đó chỉ là bạn đang nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Hãy cầm một cuốn sách ưa thích lên để đọc, bạn sẽ cảm thấy những gì đang diễn ra chỉ là việc tự nhiên của cuộc sống này mà thôi. Ngày mai bạn lại cảm thấy yêu đời như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mới đầu bạn và người ấy có chút bất đồng ý kiến, nhưng nhờ tam hợp tương trợ nên cả hai đã có những thống nhất và thỏa thuận dựa trên cơ sở ý kiến của nhau. Đối với người độc thân, đừng quá vội vã để đưa ra kết luận về một ai đó. Bạn cần phải nhẫn nại, cởi mở và đừng e ngại đến việc tổn thương một lần nữa để có thể tìm thấy tình yêu. Con số may mắn 0, 1, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Chính tài nâng đỡ cho người tuổi Thìn tìm ra hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Có những người còn nhận thêm việc để làm thêm, gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bạn nên nhớ chu toàn công việc hiện tại mới làm thêm nhé. Đừng vì ôm đồm quá nhiều mà việc gì cũng dở dang. Không chỉ riêng bạn đâu mà mọi người đều sẽ phải đối mặt với thử thách. Khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, hãy nhớ một điều, kiên trì với những gì đã chọn, cho dù bạn học hỏi trong khoảng thời gian thuận lợi hay khó khăn, thì đó cũng là những gì đã trải nghiệm quý báu, sau này ta có thể nhìn lại. Mỗi thói quen trong từng giai đoạn của buổi sáng đều đóng góp vai trò quan trọng dẫn đến sự thành công. Vì thế, thay vì nằm mãi trên giường, không thể dậy, bạn nên dậy sớm một chút, tập thể dục hoặc đọc sách với chủ đề mà bạn yêu thích. Con số may mắn 2, 5. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh ngọc. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ. Ngày thương quan xuất hiện cũng là ngày được xem là hung thần. Vì thế, dù bản thân là người có năng lực như thế nào thì tuổi Tỵ cũng đừng nên tỏ ra hiếu thắng quá, vì thái độ này sẽ nhận lại sự phản kháng dữ dội của những người khác. Hãy biến năng lượng dồi dào này của bạn cho việc sáng tạo, khi đó hứa hẹn bạn sẽ nhận được những kết quả bất ngờ. Chuyện tình cảm của đôi lứa đang diễn ra rất êm đềm và không có trở ngại gì. Có thể sẽ có tiếng sét xảy ra với bạn trong ngày hôm nay, đó là tất cả nhờ công của tam hội nâng đỡ. Đừng quá lo lắng vì rõ ràng mối quan hệ này có khá nhiều triển vọng, nhưng sẽ không có thể tốt nếu như bạn nôn nóng hay đẩy nhanh tiến độ. Khi cơ thể vô cùng mệt mỏi, bạn đừng uống cà phê hay hút thuốc để giúp tỉnh táo. Nếu không sẽ gây tổn hại, không thể cứu vãn cho hệ thống huyết quản. Đặc biệt, vừa uống cà phê vừa hút thuốc vì mệt mỏi không chỉ tổn hại gấp đôi cho cơ thể mà hương vị và thành phần độc đáo của cà phê còn làm tăng thêm cơn thèm thuốc cho bạn. Con số may mắn 5, 7. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh nước biển, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Hãy tận hưởng trọn vẹn ngày vui và phúc lộc mà thực thần mang lại cho người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Không phải hôm nào bạn cũng có được sự tự do thoải mái như những ngày này đâu đấy nhé. Nếu có thể, hãy gàn ngắn mọi mối quan hệ mà bạn đã đánh mất từ lâu, sự cởi mở, vui vẻ của bạn đang có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Hôm nay là ngày thuận lợi để nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp khi Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt. Thời điểm này rất tốt cho việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng lớn. Tuy nhiên, bạn nên tránh làm việc với những người tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Nếu có thể, hãy hẹn họ sang một ngày khác thích hợp hơn. Mùa hè nhớ bổ sung nước thường xuyên, nhưng không hẳn cứ uống nước càng nhiều là càng tốt. Cơ thể bạn là một hệ thống cân bằng, do đó bạn chỉ nên uống vừa đủ bằng cách lắng nghe những dấu hiệu của cơ thể mình. Con số may mắn 08. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Thiên tài mang lại cho người tuổi Mùi khả năng nổi bật, sự nhạy cảm, thông minh trong từng việc bạn làm. Thế nhưng đừng mong việc gì đó trở nên thật hoàn hảo, vì cái đích đó chỉ mang lại cho bạn sự tức giận và không thỏa mãn với những gì mình làm. Hãy để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bằng việc suy nghĩ mọi thứ ở mức độ tối giản nhất. Vận trình tình cảm vô cùng thuận lợi khi có tam hợp cục che chở. Tuy nhiên, dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh và bạn nên dành thời gian để xem xét lại mọi thứ vào lúc này. Hãy thử nhìn lại rằng bạn có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay dù đang yêu, đã bao giờ bạn nhìn lại mối quan hệ của mình. Khi bạn đang đặt câu hỏi có nghĩa là bạn chưa thực sự toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này. Phòng tập thể dục là nơi chứa rất nhiều loại vi khuẩn, vi sinh độc hại trên các tay cầm thiết bị, trên sàn tập. Bạn chỉ có thể tránh được chúng khi phải rửa tay thường xuyên, thay tất hàng ngày, rửa sạch thiết bị trước và sau khi tập, đi dép trong phòng tập. Con số may mắn 18. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường nâu cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Khi có chính quan dẫn đường chỉ lối, người tuổi Thân chuẩn bị đón những tin vui trong công việc. Có những người ký kết được hợp đồng lớn, nhận được sự đồng thuận của đối tác lâu năm. Mọi người tưởng rằng bạn may mắn mới có được những cơ hội này, nhưng thực tế ít ai biết rằng bạn đã dày công xây dựng, vun đắp từ những viên gạch nhỏ đầu tiên. Mỗi người trong chúng ta đều có những sự không hoàn hảo, thiếu sót của bản thân. Những sai sót này của chúng ta có thể mang đến những điều tốt đẹp nhưng rất khó để nhận ra cho mọi người. Đừng bao giờ coi nhẹ bản thân khi bạn không bằng ai đó. Bạn không biết cách áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn là điều dễ hiểu vì chẳng qua là bạn chưa đủ trưởng thành. Chỉ cần bạn có thái độ và mong muốn áp dụng chúng vào cuộc sống thường nhật là bạn đã xuất sắc hơn rất nhiều người rồi. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, nâu, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay không hề phù hợp cho người tuổi Dậu kiện cáo, làm việc liên quan đến pháp luật, giấy tờ. Tác động tiêu cực của thiên quan khiến cho bạn càng làm càng sai, vì thế nếu có thể tránh những việc quan trọng trong ngày này, thậm chí nếu tỏ ra khó chịu, có lời nói không hay còn dễ mang họa vào thân, bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào thị phi, lao lý. Cuộc đời này trở nên thú vị khi có những điều mới lạ thường xuyên ghé thăm bạn. Hãy kiên trì và không ngừng học hỏi, bởi vì cuộc sống là một cuộc hành trình. Hãy tiếp tục học hỏi, bởi bạn không biết được khi nào trải nghiệm đặc biệt này sẽ có lợi cho tương lai của bạn. Nếu không có điều kiện tới phòng tập, bạn có thể tập những động tác đơn giản hơn ở ngoài trời, không chỉ tránh được các phiền phức trong phòng tập có thể mang lại mà không khí ngoài trời còn trong lành hơn cả trong phòng kín. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xám, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Tính cách thật thà, chắc chắn đã trở thành ưu thế của người tuổi Tuất trong ngày có chính tài che chở. Chính điều đó mà đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng rất nhiều khi giao việc cho bạn. Tuy nhiên, đừng hiền quá mà dễ khiến cho người khác nghĩ rằng bạn nhu nhược. Khi cần nêu ý kiến, bạn hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình vì góp ý của bạn vô cùng có ý nghĩa đối với tập thể. Hình hại đặc quyền khuyến khích người tuổi Tuất trở nên tự tin thái quá. Thực tế là bạn có năng lực nhưng bạn thiếu tình cảm trong những việc làm của mình thì đó chỉ là sản phẩm vô hồn. Vì thế đừng hỏi vì sao mọi người không cảm nhận được những gì ta đang làm. Hãy đặt cả tâm huyết của mình vào đó, bạn sẽ nhận được kết quả thực sự bất ngờ. Khi giảm cân, protein được coi là vua của chất dinh dưỡng. Đơn cử một bữa ăn sáng protein cao sẽ bao gồm trứng, sữa, bơ đậu phộng, có thể mang lại cho bạn một hiệu ứng rất tốt. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Tý. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi đang theo đuổi con đường công danh hôm nay thực sự rất thuận lợi. Chính ấn đưa đường chỉ lối cho bạn biết nên đi theo hướng nào, lùi bước nào thì thích hợp, thuận lợi trong những lĩnh vực mà bạn đang tập trung. Hãy luôn giữ được sự nhẫn nại, khoan dung, tôn nghiêm. Vì thế càng về sau, bạn sẽ càng nhận được quả ngọt xứng đáng. Trong cuộc sống, người giỏi hơn bạn có vô vàn, nhưng người kém hơn bạn cũng chẳng phải ít. Một điều bạn cần phải nhớ chính là bạn là duy nhất trên thế giới này. Vì vậy, hãy luôn tự hào và sống đúng với những gì ta có. Hãy luôn là chính mình và mang đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh mình. Bất kể bận rộn như thế nào, bạn nên đặt cho mình quy tắc đảm bảo giấc ngủ cho bản thân khoảng 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Nhất là thời điểm này trời đã ấm hơn và cũng rất dễ dậy sớm, do đó hãy thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.